Anh phải chăng vâng chiếc đinh cuối cùng cắm vào nắp quan tài chấm hết cho buổi giao lưu ngày hôm nay chính là trận thi đấu này, trận thi đấu thứ tư AC, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem C Long là người có muốn gì. Vâng, cửa đích thì thôi anh nằm xuống đi cho tôi nhờ, cửa gì cho đội bạn, nhưng nếu như anh ý cầm xe ăn thì lại cửa gì cho đội mình. Khó, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, nhìn qua thì là một thế rất có thể đến cùng, vương rừng thông rừng già đều có rồi. Ở những trận đấu AC trong nhà nó không đẹp như này thì tôi nhờ trận đánh đến lúc đánh ra đầm rồi thì mới có một cái bài đẹp để đánh cung. Đúng là chịu anh, 9 trên 12. Vâng, không ổn rồi. Dường như thông tin báo về thì C Long là người cũng là người cầm AC. Tôi vừa đá qua màn hình máy của C Long một tí thì thấy rằng anh chơi bài tàu. Vâng, chỉ có bài tàu thôi. Ngày xưa thì tôi nhìn thấy ngày xưa thì tôi thấy rằng chỉ có một chiến tướng chơi bài này. Vâng, chiến tướng anh nhìn thấy quả đầu rồi nhưng anh vẫn cứ chơi bài, vâng, chơi bài Trung Quốc. Và tôi không ngồi ở gần Hồng Anh. Vâng, em đánh ở dưới tầng 3, tôi ngồi trên tầng 4 để bình luận. Chính vì thế mà mong các bạn đừng hiểu nhầm rằng tôi đang chim lợn cho Hồng Anh khi nhìn màn hình máy của C Long. Vâng, Hồng Anh vừa chết một nông dân, nhưng Hồng Anh vừa chết một nông dân khi câu voi, nhưng C Long cũng vậy. Các anh đang thể hiện mình là những game thủ. Vâng, những game thủ có thể nói là cực kỳ cân. Vâng, điều đó cũng cân mà, vâng, mà câu voi thì cũng cân. Hai bên mỗi người chết một dân. Hay phải chăng thần giao cách cảm? Hay là các anh chat với nhau bằng tiếng Ả Rập mà chúng ta không biết? Vâng, mà tao chết một dân rồi mày cũng đen đi cho nó cân. Vâng, đánh kèo AC mà. 19 trên 24. Bây giờ thì em bắt đầu mang nông dân ra phía trên kia để chơi bãi cỏ phụ. Còn đây là chơi mẹ chay. Vâng, đóng mẹ chay ăn luôn. Rực rỡ. Vâng, 24 trên 28 và có lẽ rằng Hồng Anh vẫn chưa ngừng xin dân. Thường thì đánh bài AC người ta ít đánh bài 24 dân. 25. Em đã ngừng xin dân. Vâng, một trận đấu không phải lên đời quá sớm của Hồng Anh. Nhưng cũng sẽ là một trận đấu lên đời được. Vâng, một trận đấu kích ở khoảng 8:30. Câu voi về. Xin lỗi, chú đã nằm xuống. Và kích đời 8:30. Đúng như tôi dự đoán. Đóng chiếc S ở một vị trí không phải là quá đẹp để có thể ăn gỗ. Hồng Anh vẫn đang dò tỉ tỉ mỉ từng ly từng tí một. Em đang tìm gì? Đồ đã đủ rồi. Hay là em tìm nhà của C Long? Em đang nghi ngờ rằng C Long ở giữa bản đồ hay sao mà cứ phải như này. Em cắm một mạch lên góc 12 giờ, góc 3 giờ tôi xem nào. Không cắm. Vâng, SH thì cũng để trưng bày như vậy thôi. Thường thì đại gia là có tầm 3 4 con SH nhưng cũng chẳng bao giờ đi hết được cả. Các bạn thì thấy trận đấu này Hồng Anh có 3 SH nhưng em cũng chỉ cắm cho một xe giò. À vâng, như vậy không phải 3 SH mà là 2 SH và một bể bơi. Một bể bơi.
Soi Tham chưa lên đời. Không. Như vậy là Xe Long không phải là người cầm AC mà đó là Egypt. Vâng, Egypt của Xe Long. Rất nguy hiểm. Đúng không? Đúng, hình như là đúng rồi. Đúng, đúng là như vậy. Vâng, Xe Long là người cầm Egypt. Rất nguy hiểm nếu như một trận đấu Xe Long lên đời bằng so với cái của anh. Cùng Egypt là khỏe hơn so với AC rất nhiều. Và nếu như Xe Long lên đời bằng Hồng Anh có những tên cung R sớm hơn so với ngang phèo so với Hồng Anh thôi, rất khó có cửa cho Hồng Anh cho dù khả năng phát triển của AC là cao hơn so với Egypt. Tất nhiên là nếu như đánh kèo cung R Egypt AC thì Egypt vẫn là thì AC vẫn là cửa trên. Do AC ngoài có lợi thế về khả năng vâng do AC ngoài có lợi thế về khả năng bắn nhanh thì những con nông dân của AC di chuyển cũng là nhanh hơn so với Egypt khá nhiều. 25 trên 28. Nhưng khi mà soi thấy nhà có khi soi màn hình máy của anh Sen Long, anh cầm Egypt mà anh còn đánh bài tàu này tôi cũng đến bó tay. Vâng, đến cái Egypt mà anh còn đánh bài tàu như thế này thì chắc chắn là Sen Long sẽ không thể ép dân chuẩn so với Hồng Anh được và lên đời sẽ là muộn hơn so với Hồng Anh một khoảng, ít nhất là một khoảng. Tôi không tin rằng cầm Egypt mà anh đánh bài tàu mà anh vẫn còn lên đời bằng với Hồng Anh hoặc gần gần bằng Hồng Anh. Cho dù đó có là Sen Long chăng nữa. Gia Cát dự rằng trận đấu này Sen Long đang là người nằm xuống. Vâng. Trận đấu này Sen Long đang là người nằm xuống. Nếu như có một pick cá độ trận này thì tôi vẫn sẽ đặt cửa cho Hồng Anh. Ô không, không ổn rồi. Thôi tôi xin rút lại câu vừa rồi. Vâng, Sen Long lên đời chỉ muộn hơn so với Hồng Anh tầm 5 giây trong game. Quá khủng bố. Tôi không hiểu là anh chơi kiểu gì luôn. Cái anh này có lẽ là phải xem lại. Vâng. Xem lại cái phong cách đánh của mình đi thôi. 28 trên 40. Thậm chí rằng anh còn chết luôn một dân trong khi cầu voi. Vâng mà lên đời sớm như thế này. Rất quan ngại và về cái thái độ đánh của Sen Long. Không hề có một chút gì gọi là vâng không có một chút gì gọi là đúng chuẩn mực của tự nhiên cả. Phát hiện ra quả đầu muộn, chơi bài tàu, chết một dân, vẫn lên đời sớm. Đúng là chỉ có Sen Long mình có thể như vậy. Và chúng ta cùng chờ xem Hồng Anh sẽ thi đấu thế nào trước một Sen Long. Tuy không còn là thời kỳ đỉnh cao nhưng đẳng cấp vẫn là cực kỳ khủng khiếp. 31 trên 40. Em bắt đầu bắn dân. Đây là cung TAC. Vâng mang dân ra khởi nghĩa. Ôi chạy thôi anh ơi. Cung T là không có giáp. Chết luôn. Vâng nằm xuống rất nhanh mà không thanh lý được bất kỳ một con nông dân nào của Sen Long cả. Tân cung R đầu tiên của Hồng Anh 4 con. Lao thẳng về phía trước. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Sen Long có tân cung đầu tiên hay chưa. Vâng, ba con đi một hướng. Và con còn lại sẽ mọc một hướng khác. Vâng, đây là hướng mà Sen Long đã đoán trước. Nhưng Hồng Anh cũng không phải là một tay mơ. Tuy nhiên tân cung R thứ hai của Sen Long đã có. Hỏng rồi. Vâng, cứ thế này về lâu về dài khả năng Hồng Anh sắp mất bởi vì cung R Egypt là 93 máu so với 70 máu của AC. Hơn thế nữa nếu như mà để Xe Long mà còn chơi thêm cả cái bài đào vàng sớm còn lên đầu máu nữa thì thôi nằm chặt. Số lượng máu sẽ không phải là 93 mà là sẽ là 106. Cực kỳ khủng. Vâng, ông anh đang có những tình huống đón lõng Xen Long chăng? Xen Long không phải tay mơ. 35 dân của Xen Long. Phút 18. Vâng, sóc dân điên cuồng. Điểm số của Xen Long vẫn đang thấp hơn so với Hồng Anh. Khi mà Xen Long vẫn chưa biết nhà của Hồng Anh ở đâu. Vâng, chỉ số giò của Hồng Anh cao hơn so với Xen Long khá nhiều. Nhưng Xen Long đang có một bài sóc rất trâu dân. Nếu như mà không đánh... Vâng, nếu như không úp nhà ngay. Chỉ mỗi ít phút nữa thôi khi mà C5 tăng A cũng như vang rất đông quân, thực sự là đông. Đây là ba tên quân của C5. Vâng ba tên quân sẽ là 12 con. Thường thì đánh Egypt rất khó để cho C5 có thể chơi bài 5 A ngay từ những thời điểm ban đầu. Anh đánh bài tàu và chết một dân thì sẽ 4 A thôi. Vâng nhưng 12 con cung R Egypt cũng không cả một vấn đề. 59 bắt đầu tăng A.
chưa nâng chặt gấu hai. Cũng là một con ngu đời si lọt được vào rội chính của Diễn Long rồi, nhưng nó sẽ nằm xuống rất nhanh. Vâng, Diễn Long bắt đầu hành quân và mục tiêu sẽ là góc 6 giờ của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh cần phải leo lên dốc ngay. Em làm gì? Dường như Hồng Anh đang mang bốn con nông dân để chốt chặn e ở phía đằng kia, tránh trường hợp Sen Long đi vòng từ đường này. Vâng, tháo chạy từ đường này. Vâng, Thoát Hoàn chui vào ống đồng thì bây giờ chúng ta sẽ bịt luôn cả cái ống đồng của Thoát Hoàn, hoặc là làm quả pháo to, vâng, to vòng bằng cả cái quả ống đồng đấy cho Thoát Hoàn tan xác. Nhưng Sen Long đã chuồn ngay. Vâng, Sen Long luôn đoán trước tình hình, không hề đơn giản. Bắt quân là xe của Sen Long là một điều cực kỳ khó. 70 trên 76 là timeline của game thủ Hồng Anh, thì ra các dự timeline của Sen Long tầm này khoảng khoảng 60 rồi, khi mà vẫn chưa đụng điều gì vào nhiều vào nhà của Sen Long. Đã là phút thứ 21 trong game. Vâng, một kích quần không phải là quá lớn của Sen Long, có lẽ là nhử mồi thôi, cần phải quan sát kỹ hơn xung quanh nhà chính của mình. Vâng, anh bắn BG thì mặc xác anh, đằng nào cái BG đấy cũng sẽ nổ. Nhưng quan trọng hơn là hãy căng mắt ra mà chờ xem Sen Long sẽ móc vào từ hướng nào. 79 trên 88, không hề manh động. Vâng, vẫn không manh động, chỉ thủ nhà thôi. Không biết rằng Hồng Anh có đang đã có những cái chiến thuật gì chưa. Cung R của Sen Long vẫn đang đứng ở trên con dốc kia. Vừa rồi Hồng Anh đã ken e để đoán được đứng quân của địch. Chúng ta cùng chờ xem liệu đây có phải là một tuần quân to của Sen Long không. Vâng, đã chơi được. Hồng Anh đang tất tay quân lên để chiếm con dốc này. Vâng, lên được dốc rồi, nhưng liệu có phải là một tình huống mà Sen Long lừa không? Như vậy là không lừa, chính xác là Sen Long đã lùi quân, đóng BC. Vâng, bắt tơn quân này của Sen Long. Sen Long nhìn thấy dãy hàng én ngay, nhưng có một tơn quân cực lớn của Sen Long đang đứng trước nhà của Hồng Anh. Các bạn có thể thấy, vâng, các bạn có thể thấy rằng Sen Long đánh cáo già như thế nào. Tôi đã nói rồi mà, khi mà nhìn thấy một tân quân của Sen Long thì đừng vội đuổi theo, hãy bình tĩnh nhìn xem nhà của mình nó như thế nào đã. Nhưng mà bây giờ sẽ một tình huống mà game thủ Hồng Anh bắt chặt tân này của Sen Long, vẩy e không. Vâng, bắt chặt tân này rồi. Một tân quân rất lớn của Sen Long đã bị bắt. Vâng, làm gì? Em định làm gì? Vâng, trèo lên dốc để tránh trường hợp bị 2vs1. Sen Long đang khá đông quân nhưng Hồng Anh là người đông hơn. Và người đông thế mạnh, sau khi bắt tơn quân này thì chúng ta sẽ ốp A. Vâng, cung R của Sen Long chỉ còn một nhúm này thôi, nhưng cung R của game thủ Hồng Anh cũng chỉ còn là những con cung R thương binh. Chặt gỗ đã được nâng 7 cộng 2 từ khá sớm. Không, đây đã là phút thứ 26 trong game rồi. Đóng BC chưa? Vâng, BC đang đóng thì bị đã bị bắn chết dần. Vẩy E quá tốt trong tình huống này, tiếp tục vẩy E cực kỳ tuyệt vời. Vậy e nữa. Vâng, bắt toàn bộ số cung R này của game thủ Sen Long rồi, cực kỳ tuyệt vời. Vâng, tiếp tục cho đè vào, quá hay trong ngày hôm nay dành cho game thủ Hồng Anh. Bắt hết tân quân đây này. Vâng, Sen Long không để ý trong tân này. Bây giờ thì quay trở về ốp ngược A của Sen Long thôi. Trận thi đấu sẽ kết thúc. Vâng, trận thi đấu sẽ kết thúc từ thời điểm mà Hồng Anh bắt chọn tân quân này của game thủ Sen Long, mang tất tay quân lên và ốp A. Vâng, ốp luôn từ hướng này. Được. Được, từ hướng này là hướng mặt yếu của Sen Long. Sen Long đang phải công tất tay vào nhà của game thủ Hồng Anh để bảo kê cho cái hướng nhà này. Nhưng khi mà Sen Long đã hết quân thì hướng nhà này sẽ bị hở ra và chúng ta cần phải khai thác ốp vào hướng này. Chiến thắng sẽ thuộc về ta. Vâng, trường kỳ kháng chiến, chiến thắng ắt về ta. Tỷ số sẽ là 3-1 cho game thủ Hồng Anh ở kèo đấu gian đầm. Rất khó có cửa cho Sen Long. Sen Long đang chống lại. Vâng, đang chống cự, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ là sự chống cự trong tuyệt vọng mà thôi. Ốp vào, có nây chờ không? Vâng, không được rồi. Ôi không, không được rồi, quân anh ấy vẫn còn đông lắm. Tôi rút lại câu vừa rồi, cung R ấy không hề đơn giản. Bây giờ mà cung R đấy 106 máu thì tôi cũng chưa biết như nào đâu. Vâng, hơi ăn mừng mừng chiến thắng hơi sớm. Vị trí đứng nhà, vị trí đứng quân của Sen Long vẫn là đang rất tốt. Vâng, anh đứng trên dốc, anh đứng trên đồi cao và anh nã xuống đầu của chúng ta. 83 trên 132 là timeline của game thủ của anh.
Tham lai của xe lòng vẫn đang khá to. Vâng, không ổn rồi. Vừa tạt qua màn hình máy của xe lòng thì tham anh ý vẫn còn đến 70. Vâng, tham anh ý vẫn còn 70, tức là chỉ hơn, chỉ thua so với hôm anh ấy 10 đơn vị tham thôi. Và đây cũng là gip rất khó. Vâng, leo dốc là một điều rất khó. Tham lai, vâng, không phải là quá đè, cần phải bình tĩnh hơn trong những pha xử lý điều quân. Chiến thắng không không ạ, không hẳn là về ta. Vâng, trường thì kháng chiến nó vẫn ta nằm dấp xuống khi mà bị một pha hồi mã thương của kẻ địch. Bình tĩnh thôi. Vâng, liên tục soi tham. Có cần, vâng, có cần công vào hướng khác không? Đây là một con dốc. Nhìn lúc đầu thì cứ tưởng là dốc hướng xuống dưới nhưng không phải, dốc từ, vâng, dốc từ nhà Sen Long hướng xuống, tức là đây cũng là một mặt không hề yếu của Sen Long một chút nào cả. Sen Long đã bắt đầu đẩy quân. Vâng, đẩy quân ngược trở lại. Cung đờ Egypt là trâu bò hơn. 94 nhưng 136. Tên này ăn được không? Vâng, ăn tươi. Điều quân thì ăn tươi. Cả hai bên đều dàn quân rất đẹp và tiếp tục là một tình huống vậy e của game thủ không anh? Vâng, sóc đều trục nhà BA và liên tiếp đẩy lên rồi gây áp lực cho đối phương. Ở nhà thì cơ cấu đào vàng và nếu cần thì chúng ta có thể bật 4. Không biết rằng C5 đã đào vàng hay chưa? Có lẽ đến thời điểm này phút thứ 33 trong game thì C5 đã vào vàng. Muốn dốc 4 tầng rất khó là có thể công vào, nhưng Hồng Anh vẫn đang quyết định công vào. Rất đông quân của Hồng Anh. Tên này ăn thừa. Ăn tươi nuốt sống. Vâng, ăn tươi nuốt sống, thậm chí nuốt chửng luôn, không cần phải nhai. Chui vào. Vâng, nuốt sống rồi. Bây giờ thì dàn quân. Dường như Xe Long vừa nở ra một tân quân mới. Tân này ăn được không? Vâng, điều quân thì vẫn chơi tốt. Số lượng cung đờ của Xe Long đang ít đi khá nhiều. Quýt thôi anh ơi. Vâng, quýt cho nó mát. Quýt đi. 3, 2, 1, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Xe Long sẽ quýt được phút từ bao nhiêu. Vâng, 10. Tôi sẽ đếm đến 10 để Xe Long quýt. 10, 9, 8, 7, vâng, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vâng, như vậy là Sen Long đã đi sai rồi. Chiến thắng ở kèo gian đầm đã thuộc về game thủ Hồng Anh. Quá tuyệt vời, cực kỳ căng thẳng và kịch tính. Vâng, cho dù đứng trước một tượng đài Sen Long nhưng Hồng Anh thi đấu rất rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Không hề lép vế một chút nào. Chỉ hơi bị áp đảo một chút được kèo xe thôi, nhưng ở kèo AC cũng như kèo dân đầm em đã thể hiện được bản thân mình. Và buổi tường thuật trực tiếp của Game TV cũng xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi giao hữu ngày mai. Và không biết là ngày mai tuần sau thì chúng ta phải, vâng, chúng ta phải liên lạc với anh Tuấn Pro, dường như là ngày mai. Kết quả chung cuộc thì dân đầm chúng ta thắng 3-1, AC thua 3-1 và Seang thì tất nhiên là 3-0. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong buổi tường thuật trực tiếp ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. À quên, tất cả các clip HD của buổi giao hữu ngày hôm nay sẽ được chúng tôi up lên trang clip.gametv.vn một cách sớm nhất. Vâng, chỉ vậy thôi.